Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin cộng đồng về lớp luyện thi vào quốc tịch Mỹ miễn phí tại trung tâm Wilson do Lumai thực hiện. Mai Lu xin kính chào quý vị. Trong chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay, Mai xin gửi đến quý vị một tiết mục mới, đó là chương trình phục vụ cộng đồng. Với mục đích phổ biến cho đồng hương những quyền lợi mà các đồng hương có thể sử dụng trong đời sống tại Hoa Kỳ. Chương trình đầu tiên Mai xin gửi đến quý vị lớp luyện thi vào quốc tịch Mỹ miễn phí ở trung tâm Winston do cô Trịnh Ngọc Dung là người sáng lập đã ở vùng này hơn 20 năm. Cô cũng là người trong ban chấp hành trong hội phụng sự tù nhân chính trị của cô Khúc Minh Thơ. Hội này đã giúp cho các thân nhân bảo lãnh những cựu chiến sĩ và nhân viên hành chánh trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa qua diện HO vào nước Mỹ. Mục đích của chương trình là giúp đỡ những người Việt được vào công dân Mỹ và sau đó được hưởng quyền lợi căn bản của người công dân Hoa Kỳ như được quyền bầu cử, được làm trong chính phủ và được có US Passport. Những người lớn tuổi được hưởng tiền xã hội, Medicare, vào nhà thương, khám bệnh, mua thuốc hoặc được phụ cấp nhà ở. Chương trình của lớp đều đặn mỗi ngày thứ Bảy từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, kể cả trong mùa hè. Ngoại trừ những ngày lễ của chính phủ rơi vào ngày thứ Hai hoặc thứ Sáu thì building phải đóng cửa. Chương trình có bổ túc thêm giờ từ 12 giờ đến 1 giờ trưa để luyện thêm phần đối thoại trong hồ sơ lý lịch N400. Phần này gần đây được xem là rất quan trọng trong cuộc thi phỏng vấn. Lớp học hoàn toàn miễn phí và giúp các quý vị đồng hương trong mọi lứa tuổi và các trình độ khác nhau. Có rất nhiều học sinh chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người Mỹ mà vẫn thi đậu. Lớp có những bài vở phiên dịch sang tiếng Việt để các học sinh học dễ hiểu và dễ nhớ. Chương trình 2-3 tiếng trong lớp rất phong phú và được chia thành từng nhóm nhỏ để thích ứng với khả năng của từng cá nhân. Lớp cũng rất may mắn có những học sinh và sinh viên đến tình nguyện giúp cách phát âm, dễ nghe và dễ hiểu được tiếng Mỹ trong sinh hoạt hàng ngày. Sau này, các trạng nguyên đã thi đậu đến lớp để phụ và chia sẻ trong cách học cho mau có kết quả. Những học sinh sắp sửa đi thi sẽ được luyện riêng từng cá nhân cách nghe và đối thoại với người phỏng vấn. Lớp cũng phụ giúp cho các học sinh điền đơn xin thi, hướng dẫn đi thi và thông dịch nếu học sinh không có khả năng và phương tiện. Phong tục của lớp trong nhiều năm qua là những thủ khoa đều trở về lớp để chia sẻ những kinh nghiệm trong lúc đi thi, chẳng hạn như những người thi trong tuần trở về lớp vào thứ Bảy để báo tin vui và chia sẻ những câu hỏi trong phòng thi. Những kinh nghiệm trong tuần rất giúp ích những người học sinh sắp sửa đi thi thật hữu hiệu và thực tế. Học sinh mới đi thi sẽ có phần chuẩn bị để bớt phần nào ngỡ ngàng hoặc hồi hộp. Nhờ những sự tận tình và vui vẻ nên lớp phát triển thân tình như một trong đại gia đình. Mọi người đều cố gắng khuyến khích nhau đến lớp đều đặn và giúp đỡ nhau tìm tòi và học hỏi thêm lẫn nhau. Những anh chị tình nguyện là những người đã thi đậu cả hơn 4-5 năm nay như chú Tùng, chú Huệ và anh chị Phước, Hà, Sĩ và Phụng cũng đến lớp để phụ và gặp gỡ những người đồng hương rất thân tình và cởi mở. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phục vụ cộng đồng. Mai Lu xin kính chào quý vị và mong gặp quý vị trong chương trình lần sau. Và sau cùng, kính mời quý khán giả theo dõi phần phỏng vấn ông Đinh Hùng Cường về việc Tổng thống Pháp trao bắt đầu bội tinh vinh danh 3 công dân Hoa Kỳ và 1 công dân Anh trong vụ khủng bố xe lửa tại Pháp do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande hôm 24 tháng 8 2015 đã trao huy chương cao quý nhất của người Pháp là bắt đầu bội tinh cho một người Anh và 3 công dân người Mỹ đã khống chế được một tay súng trang bị đầy đủ vũ khí và đạn dược để thực hiện một vụ thảm sát trên một chuyến xe lửa tốc hành hôm 21 tháng 8 2015. Và buổi lễ trao huy chương gồm có 3 công dân người Mỹ là Spencer Stone, Alex Salato, Anthony Slatter và công dân người Anh là Chris Norman.
Trong chương trình ngày hôm nay thì Minh Thúy có buổi nói chuyện ngắn với anh Đinh Hùng Cường về vấn đề này. Xin được chào anh Đinh Hùng Cường. Xin chào chị Minh Thúy và xin chào quý vị. Trong cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay thì cái bản tin nó không còn là mới, nhưng mà nó cũng có một cái vài vấn đề mà chúng ta cần đem ra để cũng như là thảo luận ở đây. Yeah. Vâng. Vậy trước nhất xin anh cho biết sơ về cái vụ suýt nữa là xảy ra cái vụ thảm sát và vào ngày 21 tháng 8 2015. Dạ. Thưa chị Minh Thúy, thưa quý vị, thì cái câu chuyện này nó cũng như là cine vậy đó, nó như là cái chuyện mà trong phim á, là có một tên khủng bố, cái tay này nó là người Maroc 25 tuổi tên là Khazani, và anh ta đã ở Syria một năm trước đó. Anh ta đi lên trên cái chuyến xe lửa đó với một cái sắc ở trên lưng, có băng đạn, có súng và súng ngắn nữa, và có cả dao. Và một cái người Mỹ ở đó cũng xa lắm, anh ta cũng cách khoảng độ 6-7 thước á, anh ta đã vồ được cái súng của cái tên khủng bố. Và ngay lúc đó ba anh Mỹ nhào vô và đã khống chế được cái tên khủng bố này. Và họ may mắn là cái tên khủng bố này nó đã không có quen sử dụng súng, khi nó lên đạn á là nó đã bị hóc súng làm sao đó, do đó anh ta có đủ thì giờ chụp được cây súng. Nhưng mà lúc đó anh ta cũng bị tên khủng bố bỏ cho tay vô túi, lấy con dao ra cắt tay anh này và cắt cổ anh này chảy máu, thì nó cũng kháng cự dữ dội lắm. Nhưng mà sau cùng là họ đã bắt được cái anh khủng bố này. Và thưa quý vị cũng hiểu rằng nếu mà không có cái sự can đảm của ba cái người Mỹ này và một cái người anh đó thì chắc chắn là cái chuyện mà thảm sát sẽ xảy ra và nhiều người sẽ chết trên cái xe lửa tốc hành đó. Dạ. Sau khi cái sự kiện xảy ra như vậy thì cơ quan an ninh của Âu Châu họ có những cái biện pháp nào để ngăn ngừa hay không anh? Dạ, thưa chị Minh Thúy và thưa quý vị, cái điều buồn cười là cái anh khủng bố này, trước khi anh ấy để thi hành cái công tác mà đi bắn chết giết người ta, mà gọi là làm cái công việc vô nhân đạo, anh ta mở cái điện thoại ra, anh ta học cách sức làm sao để lập súng làm giết mà không ai để ý gì cả. Nhưng mà sau khi xảy ra cái chuyện này thì cả Âu Châu, những cái quốc gia đó, người ta nói là mình phải có cái biện pháp. Và cái biện pháp mới tốt nhất là phải kiểm soát tất cả những hành lý, như là kiểm soát trên máy bay đó, trước khi lên xe lửa tốc hành. Nhưng mà thưa chị Minh Thúy và thưa quý vị, cái việc đó không có xảy ra. Là vì cái xe lửa tốc hành nó chạy, cứ một tiếng đồng hồ nó chạy, thì mà muốn kiểm soát cái đó có khi mất cả tiếng rồi. Thì không thể nào mà điều hành hai cái đó được. Và mọi việc thì thưa chị Minh Thúy và thưa quý vị cũng y nguyên à. Tức là người ta nói như vậy và người ta sợ như vậy, nhưng mà tất cả những cái chuyến xe lửa tốc hành chạy trên Âu Châu cũng không có gì thay đổi hết. Mặc dù người ta nói trên báo chí, nói trên truyền hình là phải thế này, phải thế kia, nhưng thực tế họ không làm gì cả. Bây giờ nói tới buổi lễ trao huy chương nha anh. Trong cái buổi lễ trao huy chương cho 4 người hùng thì anh thấy như thế nào? Thưa chị Minh Thúy, thưa quý vị, tôi thấy cái buổi lễ nó tổ chức nó hơi gọi là nó không có được nghiêm trang. Bởi vì tôi lấy cái thí dụ khi tôi ở bên Mỹ này, tôi đi vô một cái nhà hàng ăn mà người ta đòi phải thắt cà vạt hay thắt tie, tôi không có đó. Cái người bồi người ta đưa cho tôi một cái, người ta nói bây giờ ông mang đỡ cái này cho ông ngồi ông ăn, khi nào ông visa tôi trả lại. Thì tôi nghĩ rằng ba cái người lính Mỹ mà mình phải nói là ba cái người anh hùng, mà ngay sau khi xảy ra Tổng thống Obama cũng đã gọi điện thoại cho những người này, và ông nói rằng dân Mỹ rất là hãnh diện vì những cái hành việc làm can đảm của họ. Và ông Tổng thống Pháp đã tặng họ những cái huy chương cao quý nhất. Mà tôi thấy họ xuất hiện, mình không có gì trách họ là bởi vì họ đang đi du lịch. Nhưng mà tôi nghĩ cái điều mình đáng nói ở đây á, là cái nước Pháp á, phải giữ cái mặt cho ông Tổng thống của mình, là bởi vì ba cái người được có cái huy chương lớn nhất mà không đưa cho ba cái ông du khách này ba cái áo jacket để mặc vào trông đó, rất đứng đắn chút. Những người du lịch mà thanh niên như anh vừa thấy ba người Mỹ tới du lịch, thường thường là họ không có phòng ngừa trước, là họ sẽ có những cái chuyện bất ngờ như vậy mà đem theo những cái áo vest hay là những cái bộ đồ để đi dự tiệc. Họ chỉ có những cái bộ đồ mặc cái áo t-shirt hoặc là quần jean vậy thôi, chứ họ không có gì hơn anh. Thôi thì tôi thấy này chị, là bởi vì cái nước Mỹ hay là nước Pháp nó là một cái quốc gia tân tiến nhất thế giới, những cái chuyện đó nó quá dễ dàng. Ngay một cái nhà restaurant tôi nói hồi nãy nó cũng có sẵn những cái áo hay là những cái ca vát, nó cho du khách cho khách ăn để mượn đi mặc theo đúng cái nghi lễ. Thì tôi nghĩ rằng Bộ Ngoại giao của Pháp phải nhìn thấy cái đó, phải ít nhất cho ba cái ông này ăn mặc đàng hoàng một chút. Dĩ nhiên là họ đang đi du lịch, nhưng mà không ai bắt họ khoác thêm một cái jacket vào trông cho nó đứng đắn một chút. Nhưng mà anh thấy có, vì cái điểm đó có thể nói lên được cái sự tự nhiên, mà cái sự cũng như là bình thường của một người Hoa Kỳ.
họ không có lấy cái điểm đó là một cái điểm quan trọng của họ hay không? Dạ, thưa chị, tôi cũng có nói chuyện với nhiều người Mỹ thì họ cũng có hai cái ý kiến, một cái ý kiến như của chị đó, nói đó là cái tự nhiên của người Mỹ và họ thấy rất là hay và họ thích. Nhưng có một số người Mỹ họ có tính cách bênh vực tôi, họ nói thì là tôi thấy ý kiến của anh là đúng, là bởi vì y phục phải xứng kỳ đức, mình đi ra trước mọi nơi mà nhận một cái huy chương lớn như vậy thì mình cũng phải có một cái ăn mặc như thế nào, mặc dù mình là du khách, để cho nó hợp lý hơn. Thì tôi thấy cái đó nó cũng là một cái có cái sự tranh cãi, nhưng mà theo tôi vẫn bảo vệ là cái quan niệm là y phục chỉ xứng kỳ đức và nước Pháp phải giữ mặt cho ông tổng thống của họ, và nếu không thì tòa đại sứ Mỹ cũng phải giữ mặt hộ cho ông tổng thống của nước Pháp. Đó là ý của tôi thôi. Dạ. Xin được cảm ơn anh Hùng Cường. Dạ, thưa, cảm ơn chị Minh Thúy và xin cảm ơn quý vị, và chúng tôi dành lại cái sự phán xét cho cái câu chuyện mà ba người Mỹ nhận huy chương cao nhất mà ăn mặc cũng không có được đàng hoàng lắm để cho quý vị nhận định. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh kính mời quý đồng đạo, quý ân nhân cùng đến tham dự buổi đại lễ khánh thành Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 6 tháng 9 2015 tại Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas, 8415 South Breeze Lane, Houston, Texas 77071, để đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của tôn giáo Cao Đài hải ngoại nói chung và thành phố Houston nói riêng, đã cùng chung nhau góp phần xây dựng nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng, công trình văn hóa đại đồng, lấy bác ái làm chủ đạo, không phân biệt màu da sắc tộc, tôn giáo, đạo đời. Mọi chi tiết xin liên lạc hiện tài Trịnh Quốc Thế 832-755-0105 hay hiện tài dự phong Trịnh Ngọc Túy 713-302-1625. Hậu Duệ, vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc 40 năm tình ca viễn xứ vào lúc 6 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2015 tại Jewish Community Center 5403 Monument Avenue, Richmond, Virginia, với sự góp mặt của hai giọng ca vàng trung tâm Asia, Huỳnh Phi Tiễn, Hồng Diễm. Mọi chi tiết xin liên lạc Minh Lê 804-300-6270. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin và tình đấu sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.